xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoằng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình Sống Đời Sống Phật. Thuyết giảng hôm nay là Hòa Thượng Thích Viên Lý, viện chủ Chùa Đường Ngự và chủ trì Chùa Diệu Pháp. Con tên là Jesse Thảo Vi và pháp danh của con là Nhật Hiếu Hạnh. Con xin kính chào Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý khán thính giả đang xem đài IBC TV. Dạ, con xin kính chào Thầy ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chào ca sĩ Jesse Thảo Vi, Nhật Hiếu Hạnh. Xin kính chào Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Kính bạch Thầy, tại sao Kinh Pháp Cú thuộc hệ Hán Tạng lại nêu giáo lý vô thường như là giáo lý quan trọng hàng đầu ạ? Di Đà Phật, Thầy xin cảm ơn cô. Con hỏi Thầy chứ, tại sao mà trong Kinh Pháp Cú thuộc hệ Hán Tạng là nêu cái phẩm vô thường như là cái phẩm quan trọng hàng đầu? Bởi vì đó là cái phẩm thứ nhất, không giống như bên cái hệ của Bali thì cái phẩm thứ nhất là phẩm song yếu, phẩm song yếu. Thì thưa quý vị, cháu Jesse Thảo Vi anh nêu lên cái câu hỏi rất là quan trọng. Thì ở đây chúng ta thấy sở dĩ mà ở trong cái bản thuộc cái hệ Hán Tạng nêu cái sự vô thường như là một cái yếu tố hàng đầu trong cái Kinh Pháp Cú, bởi vì ai trong chúng ta cũng hiểu là sự vô thường nó có mặt trong đời sống của chúng ta. Không phải chỉ ở cái thời khắc mà chúng ta từ bỏ cái quả tạm này, mà nó có mặt trong từng mỗi một giây phút, mà nó xảy ra ở bất cứ đâu. Nó không từ chối bất cứ một cái nhân vật nào, dù người đó uy quyền ra làm sao, giàu có như thế nào. Cứ lấy một cái thí dụ, cái tai nạn vừa rồi của những người ở trên một cái chiếc tàu lạnh đó, có tên là Titan. Trong đó có một vị triệu phú và hai người tỷ phú. Tỷ phú người Anh, tỷ phú người Pháp. Và cái người chủ của cái chiếc tàu đó là triệu phú, rồi con của một cái người tỷ phú chỉ có 19 tuổi thôi, rất là trẻ. Mà khi chiếc tàu ngầm lặn xuống, thời gian rất là ngắn. Và bây giờ theo cái bản tin của những cơ quan thẩm quyền thì do cái sức ép của một cái trọng lượng nước biển quá lớn, cho nên nó đã tạo ra một cái vụ nổ. Và với cái vụ nổ như vậy thì chỉ trong tích tắc, những người ở trong cái chiếc tàu ngầm đó biến thành bụi, biến thành bụi. Nhưng chúng ta thấy sự vô thường nó xảy ra như thế nào, rất là nhanh. Và ít ai có thể tưởng tượng trước về cái tai nạn rất là thương tâm như thế. Và họ là những người giàu có, những người có tên tuổi, nhưng mà sự thật về vô thường thì thưa quý vị, nó rất là bình đẳng, không có phân biệt tuổi tác, giàu có địa vị. Xin chúng ta dành một phút ngắn ngủi
vận dụng cái năng lực thanh tịnh của mình để nhất tâm cầu nguyện cho những người xấu số ở trong cái chuyến tàu có tên là thai thân được siêu thoát. Yeah. Cảm ơn quý vị. Và dù chúng tôi đã có một số lần nhắc đến, nhưng mà cái sự việc nó đang xảy ra, đó là cuộc chiến tranh ở tại Ukraine. Mỗi ngày đều có người chết. Rồi không ai có thể nghĩ rằng là cái cuộc binh biến có thể xuất hiện nhanh chóng mà đến nỗi những người trong cuộc cũng không thể lường được. Dù có những cái dấu hiệu cho thấy là người lãnh đạo của cái tổ chức lính đánh thuê có những cái sự bất minh, nhưng mà người ta cứ nghĩ là với cái sự bất minh đó thì sẽ không có tham chiến nữa. Tuy nhiên chúng ta thấy gì? Ông đã ra lệnh để cho cái đoàn quân đó tiến về cái thủ đô của nước Nga. Cái sự việc như thế thì rõ ràng là cái giáo lý về vô thường mà Đức Phật đã khai thị dù đã trải qua nhiều ngàn năm, nhưng mà cho đến nay vẫn là một sự thật. Bởi vì chân lý thì lúc nào cũng là chân lý, chứ không phải là chỉ có giá trị ở một cái thời điểm nào đó, mà là giá trị từ ngàn xưa đến ngàn sau. Do vậy mà chúng ta thấy lý do tại sao mà ở trong cái hệ thống của Hán Tạng thì cái phẩm vô thường là cái phẩm được nêu hàng đầu. Đó là phẩm thứ nhất, là một cái sự nhắc nhở để chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật, thấy rõ được cái bản chất hiện hóa vô thường mong manh của một đời người, mà không phải chỉ có một đời người, cả thế giới vũ trụ này cái gì cũng có thể thay đổi, và thay đổi một cách đột ngột, thay đổi một cách nhanh chóng. Nó có thể vỡ tan, nó có thể từ cái này biến thành cái khác. Do vậy mà cái giáo pháp về vô thường được xem là một chân lý rất là quan trọng. Và với cái sự quan trọng đó, cho nên ở trong kinh Pháp Cú Huệ Hán Tạng, phẩm vô thường đã đứng vào cái hàng đầu, đó là phẩm thứ nhất. Phẩm thứ nhất. Thầy xin cảm ơn cô đã hỏi là lý do tại sao mà sự vô thường được xem là một cái vai trò hết sức là quan yếu. Bởi vì mình có hiểu được vô thường thì lúc bấy giờ mình mới nỗ lực tiến tu. Còn nếu mà mình không hiểu mọi sự là vô thường, mình có thể xem thường, mình có thể ý là cái quỹ thời gian của mình còn nhiều lắm, mình còn trẻ mà, đâu phải nỗ lực tiến tu làm gì vội vàng. Khi nào mà mình lớn tuổi, mình già, mình về hưu rồi thì mình tu cũng không muộn gì. Không, có một cái câu mà chúng tôi thường nêu lên, đó là mạc đại lão lai phương học đạo, cô phòn tận thị thiếu niên văn. Có nghĩa rằng là chớ hẹn tuổi già mới học đạo, mồ hôi lắm kể tuổi xuân xanh. Đừng ai trong chúng ta nghĩ là mình còn trễ, mình còn quá nhiều cái thời gian để mà tu học, không có gì để phải vội vã. Không, nghĩ như thế là hoàn toàn không đúng. Nó không phù hợp với cái giáo lý vô thường. Đó. Có một câu chuyện mà Đức Phật đã hỏi một vị tỳ kheo trong một cái buổi cô. Cuộc đời người
dài bao lâu? Có thời thì trả lời bạch Đức Thế Tôn đời người dài 70 năm, có người trả lời đời người dài 50 năm, có người trả lời là đời người dài trong khoảng một bữa ăn. Đức Phật không đồng ý. Sau đó thì có một vị tỳ kheo đã thưa với Đức Phật rằng là bạch Đức Thế Tôn, cuộc đời của một con người chỉ dài bằng một hơi thở. Đức Phật đã tán đồng. Vì đó là một câu trả lời đúng. Thở ra mà không thở vào thì sao? Nó trở thành người thiên cổ, ô hô ai ta. Cho nên đừng ai trong chúng ta cứ nghĩ cuộc đời mình còn trẻ, mình còn có nhiều thời gian. Không, cái chết nó có thể xuất hiện một cách rất là đột ngột, như là tai nạn, như là bị stroke vân vân và vân vân. Do vậy mà khi còn trẻ, còn có nhiều cái năng lực, chúng ta hãy đầu tư những cái năng lực như thế và thời gian còn dài như thế cho cái việc tu học, cho cái việc phục vụ tha nhân. Đó là cái lý do tại sao mà Đức Phật muốn chúng ta phải hiểu thật rõ về cái sự vô thường. Có hiểu thì mới có nỗ lực tu, còn không hiểu thì mình không thể có những cái nỗ lực cần thiết. Giống như một cái người bệnh mà không biết mình bệnh thì mình đâu có tìm cách để mà hạn chế những cái ăn uống nó sẽ làm cho cái bệnh tật của mình nó gia trọng. Nếu mình không hiểu mình đang có cái bệnh nặng thì mình không thể nào có thể tìm cách để chữa chạy, khám bệnh hoặc giả là uống thuốc. Cho nên trước hết là phải biết những cái sự việc cần biết, và nhờ cái biết, cái thấy đúng đắn như thế thì mình mới có những cái nỗ lực đúng. Thì câu trả lời ở đây là vô thường đóng một cái vai trò hết sức quan trọng trong đời sống, mà chúng ta cần phải thấy, phải hiểu, phải biết, để từ cái thấy, cái hiểu, cái biết đó mà mình có những cái nỗ lực cần và đúng cho những cái việc mà ngay bây giờ và ở đây mình phải giải quyết xong. Mà cái việc trọng đại nhất chư tổ, chư Phật thường dạy là sinh tử đại sự. Cái việc lớn trong đời sống của chúng ta không gì khác hơn đó là cái sự sống và cái chết. Xin cảm ơn con rất là nhiều. Con có cái câu hỏi gì khác thì thầy xin mời con. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin cung thỉnh thầy giảng rõ về bài kệ số 1 trong phẩm thứ nhất ạ. A Di Đà Phật, cái câu hỏi của con là cái bài kệ thứ nhất của bản Hán Tạng của Kinh Pháp Cú. Nó nội hàm cái ý nghĩa gì? Có phải vậy không? Thì bài kệ này, cái nguyên văn là như thế này. Thủy miên giải ngụ, nghi hoan hỷ tư, thính ngã sở thuyết, soạn ký Phật ngục. Ý nghĩa là mình phải nhận thức rõ lúc mà mình vừa ngủ dậy thì nên có một cái tâm vui mừng, một cái tâm vui mừng, có một cái suy nghĩ hoan hỷ, tức là hoan hỷ tư, một cái tư duy không phải là sầu muộn, chán nản, buồn phiền, mà nên vui mừng. Và với một cái niềm vui mừng như thế, hãy lắng nghe những lời dạy được ghi chép về những lời dạy của Đức Phật, tức là Phật Pháp.
thính sửa ngã thuyết, soạn ký Phật ngôn. Đó là cái nội dung của bài kệ thứ nhất. À, chúng tôi xin lặp lại là mình phải có một nhận thức khi mà mình vừa ngủ dậy và buổi sáng sớm, cần phải làm thế nào để mở trái tim của mình ra, phải có những cái tư duy mở đó là những cái niềm vui, là những cái sự hoan hỷ. Và với cái niềm hoan hỷ như thế, với một cái tâm tràn ngập niềm vui của đầu ngày như thế, hãy lắng nghe những lời do Đức Phật khai thị được ghi chép ở trong Kinh Pháp Cú hoặc Giá La, ở trong một cái bản kinh nào đó. Bởi vì tất cả những cái lời dạy của Đức Phật, dù được ghi chép trong bộ kinh này hay là bộ kinh khác, thì nó vẫn có những cái tác dụng hết sức là vi diệu như nhau. Và cái điều này chúng ta thường nghe Đức Phật dùng một cái hình ảnh để ví dụ, và qua cái ví dụ đó giúp cho chúng ta có thể hiểu được, có thể thấm nhuần được Phật pháp một cách dễ dàng hơn. Ví dụ đó là nước biển. Đức Phật dạy là nước biển chỉ thuần có một vị, đó là vị mặn. Đó là vị mặn. Thì giáo pháp do Đức Phật thuyết giảng cũng chỉ có thuần một vị. Cái vị đó là vị giải thoát, chứ không có một cái vị gì khác. Cho nên cái cứu cánh tối hậu của sự khai thị là để giúp cho chúng ta ngộ nhập Phật tri kiến, tức là hiểu và thể nhập vào cái kho tàng tri kiến như thật của chư Phật, tức là giúp cho chúng ta thành Phật, hiểu được giáo pháp, tu tập giáo pháp và chứng ngộ, thành tựu được những cái quả vị như là những cái quả vị Bồ Tát hay giá là quả vị Phật vân vân. Thành thử ra mở đầu cho một ngày mới với một cái tâm vui mừng, lắng nghe, tìm hiểu những lời dạy của Đức Phật, thì đó là cái nội dung của bài kệ thứ nhất của Kinh Pháp Cú thuộc về Hán Tạng. Thầy cảm ơn cô. Còn có câu hỏi gì khác, thầy xin mời con A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, nội dung của bài kệ thứ hai như thế nào ạ? A Di Đà Phật, con hỏi thầy về cái nội dung của bài kệ thứ hai như thế nào, phải không ạ? Thì nguyên văn của bài kệ thứ hai là như thế này: sở hành phi thường, vị hưng suy pháp, phù sanh triếp tử, thử diệt vi lạc. Xin lặp lại là bài kệ số 2 của Kinh Pháp Cú thuộc hệ Hán Tạng đã ghi lại như thế này: sở hành phi thường, vị hưng vi pháp, phù sanh triếp tử, thử diệt vi lạc. Có nghĩa rằng là mọi cái hành đều là vô thường, tất cả các hành đều là vô thường. Và những gì mà
đã được tạo thành thì nó đều bị cái sự chi phối bởi cái luật vô thường. Nó phải trải qua những cái giai đoạn thịnh hay là suy. Bởi vì có sanh thì phải có diệt. Đây là một cái quy luật tất hữu. Mà dù cho một cái quả núi thật lớn cho đến một cái hạt cát rất là nhỏ cũng không thể tránh khỏi. Chúng ta thường nghe có những cái biển mà biến thành cái ruộng dâu. Bây giờ thì cái điều kiện tinh học rất là phổ biến, cho nên có những cái hình ảnh chúng ta có thể thấy được. Ngày xưa chúng ta chỉ nghe qua những cái giai thoại được truyền khẩu, hoặc giả là những cái bản tin chỉ ghi chép trên những cái mẫu giấy, trên những cái tờ báo. Bây giờ qua những cái phương tiện truyền thông như là TV, như là YouTube, như là Facebook chẳng hạn, mình có thể nhìn thấy một cách cụ thể. Tất cả mọi sự nó đã được hình thành bởi nhiều cái yếu tố khác nhau, nó nương vào nhau để mà tồn tại. Thì bản thân của nó là không có cái được gọi là ngã thể. Nó là vô thường, nó là vô ngã. Lúc thì như thế này, lúc như thế khác. Lúc thì rất rất là hưng thịnh, nhưng mà có những cái lúc thì rất là suy yếu, chưa nói đến cái sự hủy diệt. Và ở trong bài kệ có nói là có sinh thì phải có diệt thôi. Không có gì để mình phải suy nghĩ nhiều. Nhưng đừng ai trong chúng ta hiểu lầm rằng khẳng định như thế là quá tiêu cực, khẳng định như thế là quá bi quan, khẳng định như thế là quá yếm thế. Tại sao lại đưa ra những cái quan điểm vô thường, sinh diệt? Phải chăng do xuất phát từ những cái suy nghĩ tiêu cực hay không? Không. Chớ suy nghĩ như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật trước hết Ngài chỉ cho chúng ta thấy những cái hiện tượng vô thường, và Ngài dạy cho chúng ta hiểu rõ cái nguyên nhân tại sao có những cái hiện tượng như thế, và cái giải pháp để chữa trị như thế nào. Và cuối cùng là mình không phải là chỉ luôn luôn đối diện với những cái sự vô thường, bất ổn, khổ đau, mà là an trú ở trong chánh niệm tỉnh thức, mà là sống với một cái đời sống và tất cả cái hạnh phúc đích thực và tất cả cái sự an lạc. Bởi vì khi mình nỗ lực tu tập, mình chứng đạo, đạt được cảnh giới Niết Bàn, an trú ở nơi tịch diệt, tĩnh lặng, thì không có gì gọi là giá trị hơn. Cho nên cái câu kết của cái bài kệ này là gì? Đó là thử diệt vi lạc. Khi mà cái sự sinh diệt đã kết thúc, thì sự kết thúc của sự sinh diệt, tức là tịch diệt đó, không có gì vui bằng, không có gì an lạc hơn. Thứ diệt vi lạc, nó giống như một cái bài kệ khác: chư hạnh vô thường thì sanh diệt pháp, sanh diệt dĩ diệt thì tịch diệt vi lạc. Sự tịch diệt, sự rỗng lặng, thanh tịnh chính là cái niềm an lạc vô biên, niềm an lạc bất tận. Do vậy mà hiểu được toàn bộ cái bài kệ, hay giả là hiểu được những lời dạy của Đức Phật rồi, thì chúng ta sẽ thấy rằng là đạo Phật không phải là đưa ra những cái ý niệm bi quan tiêu cực. Cái khái niệm mà nói về hạnh phúc
hay là an lạc vân vân, mình chỉ dựa vào những cái từ ngữ thì mình không thể nào có thể hưởng được cái hạnh phúc lớn, hạnh phúc đích thực, niềm an lạc vô biên. Cho nên nó cần phải vận dụng cái năng lực của mình cho cái việc tu tập. Và khi mà chúng ta có tu thì có chứng, mà có chứng thì đương nhiên là đời sống của chúng ta sẽ là một cái đời sống rất là giá trị. Đó. Thì rất tiếc là thì giờ không cho phép mà chúng tôi đi xa hơn. Thầy xin cảm ơn cô về những cái câu hỏi hết sức là quan trọng, và xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm mỗi ngày một tăng trưởng. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, rất tiếc thời gian không cho phép thầy trò chúng con tiếp tục chia sẻ những gì cần chia sẻ. Mọi thắc mắc xin quý vị hoan hỷ gọi về chùa Điều Ngự hoặc chùa Diệu Pháp số phone hiện trên màn ảnh. Cưng xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm. Xây thương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một...